Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh YouTube của anh. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một chú mèo. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước tiên để vẽ một chú mèo thì thường là anh sẽ vẽ đôi mắt trước. Bắt đầu, anh sẽ đi một hình vòng cung. Tiếp theo anh sẽ một vòng nữa. Anh sẽ cắt ngang ở phần này. Tiếp sang bên phải. Đấy. Ở đây thì anh sẽ vẽ chấm hai chấm là mắt của chú mèo. Sau khi vẽ được mắt của chú mèo rồi, anh tiếp tục vẽ đến chiếc mũi. Chiếc mũi của chú mèo thì anh sẽ vòng một vòng ở đây bên trái và một vòng bên phải. Như vậy là anh đã có được một chiếc mũi. Tiếp đến là anh sẽ vẽ một khóe miệng của chú mèo. Chú mèo thì có khóe miệng như đang cười, vòng ra đây. Sẽ vẽ bên trái. Rồi vẽ bên phải. Cắt ở đây làm khóe miệng cười. Tiếp đó là một gạch cho môi dưới. Như vậy là anh đã vẽ được mắt mũi miệng của chú mèo. Tiếp theo anh sẽ vẽ chiếc đầu của chú mèo. Chú mèo của chúng ta có một cái đầu khá là tròn. Anh sẽ đi từ đây. Ngồi xuống. Vậy là chúng ta đã được một gương mặt của chú mèo. Tiếp theo anh sẽ vẽ đôi tai của chú mèo. Đôi tai thì nó sẽ nằm ở đây. Tại điểm này, anh sẽ nghịch ra. Bên này cũng vậy. Và điểm đây anh sẽ cong xuống cho chạm xuống dưới này. Bên này, bên phải cũng vậy. Bắt đầu anh vẽ thêm chi tiết của đôi tai. Như vậy là anh đã có được đôi tai của chú mèo. Chú mèo của chúng ta có một thân hình khá là mập, mập mạp tròn trịa, sẽ ở khoảng này. Trước tiên thì anh sẽ vẽ đôi chân, hai chân trước tại điểm này. Anh ngoặc vào một đường cong. Tiếp theo ở đây anh ngoặc ra. Bên phải cũng vậy. Tại điểm này. Như vậy là chúng ta đã ra được hình hài hai chân của chú mèo. Tiếp theo là anh sẽ vẽ bàn tay trước của chú mèo. Thì các em vẽ cho anh một chữ C.
Tiếp theo đó, một chữ U nhỏ. Và lại một chữ C. Như vậy là anh đã được một bên chân. Sang bên phải cũng vậy. Trước tiên là một chữ C. Rồi một chữ U nhỏ. Có dấu mũ ở trên. Và một chữ C. Như vậy là ta đã có hai chân trước của chú mèo. Tiếp đến để xác định thân hình chú mèo của chúng ta. Anh sẽ vẽ điểm bắt đầu thân hình của chú mèo quãng như thế này. Chấm một chấm. Chú mèo của chúng ta khá là to béo. Anh sẽ vẽ một cái đuôi uốn lượn. Thứ nhất, một ngoặc như thế này. Các em nối tiếp cho anh như thế này. Cong lên. Đây. Đường uốn theo. Như vậy là ta đã được chiếc đuôi của chú mèo. Bây giờ anh sẽ tô màu cho chú mèo. Nếu mà các em mà thích chú mèo vằn thì chúng ta có thể vẽ thêm các đường viền vằn. Chú mèo của chúng ta sẽ có râu. Khâu đuôi cũng vậy, nếu mà em thích chúng ta có thể cho chú mèo có những khâu đuôi. Bây giờ anh sẽ tô màu cho chú mèo của chúng ta. Anh sẽ lấy một màu vàng. Anh tô từ đuôi trước.
chúng nhau của chúng ta có một cặp mắt xanh. Còn chiếc mũi đỏ. Ngoài ra thì có một chút viền màu nâu. Ở các điểm khấu đuôi chúng ta cho một tí nâu vào, rất là đẹp, làm cho chú mèo của chúng ta hơi giống các cụ vẫn hay nói là chú tiểu hổ ấy. Như vậy là anh đã vẽ xong chú mèo. Ngoài ra nếu mà các em muốn thì chúng ta có thể vẽ thêm con cá hay gì đó. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.